Xin chào, rất vui được trở lại để chia sẻ đến mọi người về hình ảnh phát triển của quê hương Nam Định. Vào khoảng thời gian trở lại đây thì Nam Định được đầu tư rất là nhiều những công trình và những tuyến đường mới, đặc biệt là tuyến đường ven biển. Và hôm nay là những cái hình ảnh mới về tuyến đường ven biển tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang được xây dựng và hình thành một cách rất là nhanh chóng